Xin chào mọi người, chắc có lẽ có nhiều bạn muốn đầu tư hết nấc cho thú vui karaoke của mình. Tuy nhiên, tiết kiệm được chi phí thì càng tốt hơn nữa. Vậy làm cách nào để vừa lòng bây giờ? Vida sẽ cho bạn một giải pháp với dàn karaoke có sẵn được xem là mập nhất của Vida, dàn karaoke 9X. Chúng ta sẽ không đi qua những sản phẩm có ở những dàn karaoke trước nữa. Ví dụ như đầu karaoke M10, màn hình cảm ứng Okara 23.6 inch, micro karaoke E3 V660, một chiếc nguồn BS Audio BS 10 Plus mà chúng ta tập trung về những sản phẩm mới xuất hiện ở dàn karaoke này. Sự khác biệt đầu tiên của dàn 9X đó là men LA8 Green CA25. Vỏ của LA8 Green CA25 được thiết kế rất dày, tạo cảm giác rất chắc chắn. Bên ngoài là lớp sơn tĩnh điện có công nghệ chống nhiễu hiệu quả, chống mòn, chống hàn gỉ. Men sử dụng lớp mặt phết đại DD để đạt được 89% hiệu quả công việc của toàn bộ máy. Công suất lên tới 450-1600W, kết nối với loa sẽ mang lại cho bạn một dàn âm thanh tuyệt vời. Men đã khác rồi, tất nhiên đi kèm với nó là mixer cũng phải khác để phù hợp với nhau. Và đó là mixer LA8 Green HK9000, thiết kế hiện đại với lớp sơn màu đen cuốn hút và quý phái. Người dùng có thể canh chỉnh âm thanh theo mong muốn khác nhau để tạo nên âm thanh sạch, mạnh và trong nhất. Có ứng dụng hệ thống cắt tần số nên chống hú rít hiệu quả, âm thanh và giọng hát của mọi người sẽ được chân thật hơn, thanh thoát nhất. Loa bao giờ cũng là thiết bị quan trọng của một dàn âm thanh. Với dàn karaoke 9X của Vida, loa karaoke Martin V12 đảm nhiệm vị trí này, được cải tiến đáng kể để đáp ứng tiếng cao tốt hơn nhiều so với dòng series X. Dòng Martin V chuyên karaoke KTV đường kính bass 12 inch, công suất trung bình là 600W và công suất cực đại là 1200W, đáp ứng được tốt cả karaoke, nhạc, remix, non-stop, vân vân. Để có được sự mạnh mẽ và uy lực, ngoài loa chính, chúng ta không thể thiếu được loa xích. Và ở đây là loa xích E3S115. Loa xích E3S115 được lựa chọn để làm việc này. Thiết kế vuông với góc cạnh, bề mặt thùng loa được làm bằng gỗ, được phủ sơn tĩnh điện, chống thấm nước, chuẩn bị ăn mòn. Đây là dòng loa xích có hai bát khủng với củ bát lên đến 18 inch, công suất là 1000W, tần số đáp ứng của loa xích là 30H đến 250H. Nó âm trầm mạnh mẽ, đẳng cấp. Tất cả những thiết bị đều là những sản phẩm được chọn lọc, nằm trong top đầu về chất lượng trong tầm giá.